Tối 9 tháng 7, hàng chục ngàn người dân Đà Nẵng cùng du khách trong và ngoài nước đã tụ hội về công viên châu Á để tận hưởng những màn pháo hoa mãn nhãn cùng đại nhạc hội hoành tráng Thách Me To Thê Xuân. Được biết đây là chương trình nghệ thuật lớn nhất trong lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022. Hơn 20.000 khán giả là người dân và du khách trong và ngoài nước đã vây kín xung quanh quảng trường công viên châu Á để thưởng thức âm nhạc và pháo hoa. Dòng người đông đúc, đặc biệt là khán giả trẻ đã tạo nên không khí vui nhộn hiếm có tại phố biển Đà Nẵng sau thời gian dài. Sự xuất hiện của các tên tuổi gạo cội như Tùng Dương, Văn Mai Hương, Thu Minh bên cạnh những nghệ sĩ mới nổi như Oli C, Caric càng làm khán giả thích thú. Đà Nẵng tập trung các nguồn lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khôi phục hoạt động du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp. Từ giữa tháng 3 năm 2022 đến nay, hoạt động du lịch đã khởi sắc mạnh mẽ với nhiều tín hiệu tích cực. Các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng rõ nét, nhiều hoạt động, sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức trong năm 2022 như lễ hội khinh khí cầu tại Đà Nẵng, diễn đàn phát triển đường bay châu Á. Rose Aria 2022, Lễ hội du lịch ôn châu Á Đà Nẵng 2022.